Ôn 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 Ê Út, quèo tôi đang cởi cái dáng trường của tôi xuống xuống gì? Cái này cái dáng trượt cởi hả? dáng trường xuống Nhìn đi như con chó đá vậy đó, chứ đâu ra dáng trượt. Cái này mà con chó trời đá hả anh ta? đi, ông đi xuống đây Bà nhìn đi. nội, cái này là cái dáng trượt nè, mà thấy Trời hai cái bánh ơi, xe nè cái dáng đó trượt đó chứ, nè nhìn thấy nó đó. ôi Nè, nhìn nhìn nè, nhìn cái nè, gì xuống đây dòm dòm dìu kỹ vô dạ nè. Cái này là cái đầu nè ha, cái này là cái chân nè ha, cái này là cái đuôi nè, cái này là cái mình nè, nhìn y như con chó đá luôn. Cái này cái dáng trượt của ta mà tự nhiên quá con nè. Chó con đá. Ủa dáng trượt sao không trượt được? Gì dáng trượt sao không trượt được? Mèo vô duyên dáng trượt sao không trượt được? Con Minecraft á, tại là sao chỉ có dáng trượt nên tôi thích chơi dáng trượt lắm. Mấy nay đang viện chơi dáng trượt mọi người ơi, viện cái dáng nên đó trượt á. Hút mới xây cái dáng trượt bằng đá ra. Hút cứ tưởng tượng Hút đang chơi nè, rôn 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 tôi đã đứng ra, tôi tưởng tượng ha. Rôn 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 chơi chung với tôi. Mèo vô duyên à, chứ mà định không có tưởng tượng được. Vậy sao tưởng tượng? Mẹ đứng vậy? Là chụp hình cho tôi tắm rồi thấy tôi ngầu trên dáng trượt của tôi không? Ngầu nước với gió cái bồn cầu vậy đó. Thôi nó nghe nè, thấy thương gì? Quá. Tôi mua giùm bà, tôi mua cho ông cái dáng trượt chịu không? Sao okay. Kê thiệt, tôi nói thiệt. Sao okay. Kê, mèo làm gì có dáng trượt, mua dáng trượt ngoài đời đúng không? Không, tôi mua trong trong cái app luôn, trong chơi trong này luôn. Sao ngoài kê, đời trong này không có tiền luôn. Dáng trượt, đĩa quá. Thôi, tôi chế chơi tạo tiếp cho ông được không? Ê, chế tạo cho ông cái chịu không? Mèo mà chế tạo được tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Ừ thầy đi, thầy đi. Tôi chế tạo được ông đặt cho đá này đi, nhưng mà cho đá gì cũng xấu mà được gớm sợ. Ok ok, mèo mà chế tạo được đi tính giờ tôi chơi rồi. Tiếp mọi người ha. Đi vô đây đi mai với tôi, đừng có lo đó mày chơi. Ủa sao để đồ chế tạo cho tôi giờ rủ tôi đi mai? Ủa muốn ăn phải lăn vào bếp chứ, nó chuyện mất cười quá. Ủa tôi quá. Đâu ăn cái dáng trường đâu mà sao tôi bắt tôi lăn chơi vậy? Là phải đi đi làm không có nói, không có nói nhiều. Ủa trời trời sao nhà còn mình tôi... dán nhà anh đóng tà le mèo. Thì lâu quá không xài rồi không làm gì hết rồi, để đồ ăn theo nè. Ờ tôi lấy đồ ăn theo nữa, quên rồi. Chán cái dáng trường bằng gỗ hay mèo để tôi làm cái cây. Cái gì vậy? Ơi, đi. Cái gì? Cái cây của tôi, cái cây yêu thích của tôi, ông trồng lại cho tôi không? Trồng lại đâu? Rồi. Dáng trượt nào bằng cây chưa gãy hay chi vậy? Ủa thấy dáng, ôi dáng trượt bằng sắt sao chơi được? Hả? Sao chơi được? Đây, sao có đất sét ở đây nữa ta? Mấy nay bảo đó, rồi giờ đất sét mới lên nè, lấy đất sét đi. Ủa lấy đất sét chơi dáng trượt bằng đất sét hả mọi người? Trời ơi, dáng trượt bằng đất sét chắc là dáng trượt dởm rồi đúng không mấy bạn? Bạn nào thấy mình nói đúng, thả cho mình một like nha. Tại hiếm khi thấy đất sét cho nên mình phải lấy, hiểu không? Trời, tôi lấy 11 đất sét luôn nè. Đi đi, kiếp chuyện này đi, chứ lại tôi đang xuống nè. Tôi đang làm dáng trượt cho ông đó. Không rồi. Tôi nghĩ làm luôn. Đi đâu hả? Đâu hả? Đi lấy thang, muốn lấy sắt thì phải có thang mới lấy được sắt chứ. Ôi thôi khỏi, tôi thấy thang cái sắt bên này quá trời hết. Có sắt quá trời luôn à. Đâu đây đây đây. Ở đây coi nè. Ờ để tôi qua đi. Wow. Có sắt luôn, một lò nhà sắt luôn á mọi người ơi. Cái hang này được cái không có kim cương, cái sắt là có nhiều lắm. Ở kim cương hang này hôm trước mình đào hơi nhiều nên nó hết luôn rồi mèo ơi. Đâu, tôi thấy nó còn nhiều lắm mà. Trời ơi, trời. Sắt này là bao la, kim cương là bao dây luôn. Trời ơi. Bao dây kim cương. Sắt bao la, kim cương bao dây luôn rồi. Mượn quá. Thôi, nè tôi lấy được 18 sắt luôn rồi nè. Giờ mèo về mèo làm được khối sắt luôn á mèo ơi. Sao tôi lấy ít sắt quá ta? Tại mèo bận độn, mèo không có sắt. Cần rất rất là nhiều sắt đó. Thôi tôi trèo lên nha. Trời ơi là biết chơi mà là biết. Ông đứng lên cho chó, ông đứng lên cho chó. Rồi. Về mèo ơi. Tôi đi về, tôi đi về đây. Ông ở đây, ông đào đi ở đây tiếp tục đào, tôi phải đi về. Không, tôi phải về mèo ơi, tôi phải. Không, là phải đào. Được. Rồi, thôi về trước nha. Tiếp mèo ơi, tiếp nè. Ê, ui, đằng này có đất sét nữa nè, anh em mua. Mèo lấy đất sét chi nhiều, mèo tính làm dắt trượt cho tôi bằng đất sét đúng không? Dĩ nhiên rồi, mình phải nặng vào đất sét rồi mình mới cho. Trời ơi, chắc tôi chết quá mèo ơi, nghĩ sao mọi người, mèo đều làm dắt trượt cho tôi bằng đất sét kìa, mọi người có đồng ý không? Nói trời nghe nè, mình lấy đất sét đó, sau đó mình sẽ nặng thành cái chi hình dắt trượt. Rồi lúc đó mình sẽ đem nung nấu lên. Chưa, có cái dắt trượt chưa, nghĩ sao đặt cái con chó đá lộn cái dắt trượt của tôi rồi. Ủa, ông biết là chó đá rồi. Dắt trượt của tôi bây giờ thành chó đây rồi. Giờ mọi người thấy nó giống chó. Ai thấy giống chó thì comment đi. Like đi. Giống con heo rồi mèo ơi. Ai thấy giống con chó hả like đi. Thấy giống con heo hơn á. Rồi đi ra đây. Okay, đi. Để coi mình còn thiếu gì ta. Sắt nè. Ê nấu sắt lên cái đã. Rồi, để tôi nấu sắt lên. Đó. Nấu sắt lên giùm cái. Người sắt nè nó. Trời ơi nè, có 20 sắt cái này mèo ơi nè. Rồi hết. Nè. Dắt cái rìu ông đâu rồi? Dắt cái rìu lên. Dắt cái rìu lên. Nè, rìu nè. Dắt cái rìu lên. Đi lấy cho tôi vài miếng lông cù. Lông cù á. Ờ lông cù á. Lấy lông cù dắt. Lấy càng nhiều càng tốt nha. Rồi ok. Ủa mà mình làm dáng trượt mình cần ghi lông cù anh ơi. Tại tôi thích vậy đó. Lấy đi. Cùng tại nhiên cần dáng trượt mà cần lông cù. Cái gì cứ cần cái kêu là nó sẽ có. Nó sẽ xài đúng không? Nè lông cù nè. Được rồi nè. Biết sao tôi kêu lấy lông cù không? Gì? Tại hồi nữa tôi sợ mình đói á, cho nên mình lấy cù mình ăn. Ồ tại nhiên cái đang làm dáng trượt mà sao bị đói mà bị khùng hả mèo? Tại mình chơi mà mình mệt mình đói chứ đủ rồi. Đi. Rồi vậy là mình giúp cái lông cù đúng không? Rồi nè, đây tôi chỉ cho. Sao bữa nay lông là tôi á. Tôi không những chế tạo, tôi còn chỉ ông hướng dẫn ông cách chế tạo. Đâu hướng dẫn chế tạo như thế nào? Rồi, đây lấy lông cừu giữ trong người ha, lấy sắt giữ trong người, đất sét giữ trong người ha. Rồi lấy thang giữ trong người ha. Okay, lấy sắt nè ha. Rồi xong. Rồi sao nữa? Giờ để coi suy nghĩ đó, tôi nhớ rồi. Giờ nhớ gì trời? Mà cái bàn chế tạo đi. Cái này à, ha. Chết cha chưa? Gì? Mình còn thiếu một thứ nữa. Cái gì mèo?
Đây keo, mình hiếu keo. Ủa, cái keo chắc dính nè, mèo lấy đâu ra này giống cái củi của mèo vậy? Đâu đó. Keo chắc dính đâu mà mất trong họng cái là ra một đống vậy. Cái đâu có con slime đó, tôi để dành từ bữa tới nay đó. Rồi còn gì nữa không? Đủ rồi đó. Ê ê ê, thiếu cái. Thiếu cái gì? Bụng chó đá không nha. Rồi. Nè, con chó đá. Cái bánh xe của tôi. Cái gì? Cái đó là cái bánh xe của tôi mà. Mày, thì cái này để làm bánh xe đúng rồi. Ủa, cái đó hình dung sao làm bánh xe được? Cái đó chạy té sắp mặt á. Miễn sao nó có hình tượng trưng là làm được rồi, không hiểu. Trời. Hình tượng trưng à, lấy cái này là bánh xe luôn, ok luôn. Tượng trưng rồi, bỏ vô. Giờ tôi lấy cái len để ngay đây, tôi lấy cái bánh xe để ngay. Không, kêu tôi làm tượng trưng thôi được rồi mà. Tượng trưng nhưng mà cũng thiết thực, cũng phải có logic chứ. Thiết thực sao? Ở đây tôi chỉ rồi, đừng có nói. Giờ lấy sắt rải đều ra nè, lấy sắt đều ra. Ừ, rải đều. Trời ơi, nội rải hàng ngang không? Rải gì để giữ vậy? Kêu rồi, rải hàng ngang giữa đó mà. Dục cái cục chất nhờn ở dưới. Rồi để bánh xe vô đúng không? Ừ, dục cái cục chất nhờn xuống. Rồi chất nhờn đây hả? Ừ, rồi len. Ui, chết cha rồi. Len. Cha mỏ. Ừ. Sao? Đưa len. Rồi tôi quăng len ra rồi đó. Rồi. Giờ sao? Ông quăng ra là ông bớt lại cái người đó, kỳ cục quá. Dạ chắc là vậy, bỏ chất không? Dính lên đây là cho dính hai chân mình vô chứ sao. Thoát ra đưa len cho tôi. Đưa rồi mẹ. Rồi tôi quăng lên đất rồi đó. Rồi. Vô người em nữa. Rồi, đậu phộng ra nè. Đó. Rồi, vô hết luôn rồi. Để tôi làm cái thảm cho. Rồi mẹ ơi. Rồi nè. Rồi. Làm xong rồi nè. Đây giữ bây giờ mình để lấy sắt mình bỏ lên hàng ngang nè mọi người. Là bây giờ nãy là bây giờ mình đẩy đi. Mình bỏ hai bánh xe lên nè, rồi bỏ cái này lên nè. Rồi thấy hàng đỏ không? Để nó đầu. Lên cho em đúng không? Gỡ ra một cái, gỡ một cái. Rồi. Ui. Rồi sao mèo ơi? Để gỡ cục bóng chất tròn ra đi. Ừ đúng rồi đó, đây. Rồi. Cái dán trượt cái bánh màu đỏ. Ôi, dán trượt. Đi là len để trên nhưng mà bánh ở dưới. Để tôi coi thử cái dán trượt là sao. Wow. Cái dán trượt mèo ơi. Ôi nè, tôi đặt dán trượt như tôi thích luôn mèo. Gây chưa? Ủa? Cái này chế ra vô cục luôn hả? Mèo, đây là cái nút phải không? Nè, mấy cái nút nè, để dưới nè đó. Còn cái này là len đó hả? Ừ, len nữa hai bên. Rồi, tôi trượt được không ta? Được. Rồi, để tôi dẹp cái áo trượt đi, cái tôi trượt. Ôi, đứng trượt được mẹ ơi. Ủa, khoan, cái áo tròn của tôi nó hư mẹ ơi, để tôi tắt cái áo tròn cái. Rồi, xong rồi, lột được áo tròn đó rồi. Wow. Bạn ơi, mình đứng ghê chưa? Ủa, mẹ thấy không? Đâu, chạy thử ơi. Rồi, chạy hả? Thôi chạy chậm rì vậy? Chạy chậm thôi, rồi nó nhanh lên từ. Rồi, rồi, tôi chạy chậm nè. Rồi nè, nhanh lên. Rồi, tôi chạy nhanh lên nè, mèo ơi, mèo quýt, tôi chạy nhanh lên. Ghê chưa, đó, đúng rồi. Không chạy lên cầu hang được hả, mèo? Không có chạy, à, muốn làm cầu hang lại đây, chạy chết làm cầu hang lại đây. Ui, ơi, tôi tông lên được rồi, tôi nhảy lên được luôn nè. Ở trong nhà không chơi giáp trượt gì không? Tôi nhảy cái đầu, tôi đập giáp trượt, nó bóc luôn á. Chơi giáp trượt cũng phải có văn hóa của người chơi giáp trượt, không hiểu không? Mèo biết văn hóa người chơi giáp trượt đó hả, mèo? Hình như tôi đâu có biết đâu, tại tôi nói lại vậy đó. Rồi, giờ sao nữa? Mà có văn hóa. Rồi giờ sao? Bây giờ là mình phải chế những cái dụng cụ, những cái đồ cần thiết để chúng ta chơi giờ dắt được, không hiểu không? Ok dạ. Mèo ơi, giờ chế sao mèo? Rồi. Hả? Đi chặt gỗ trước đi. Ủa chặt gỗ, tôi tưởng là kia tôi chế để cái đèn gỗ nè. Rồi. Sao tôi chặt cái cây tôi thích vậy? Lỡ rồi, xong rồi tôi chặt rồi mèo ơi. Rồi đủ rồi đó, đi qua nhà bà Linda nè, đi. Vậy? Lấy miếng cái hàng rào rồi đi, lấy miếng đi. Lấy miếng hả? Khỏi đi, qua nhà chị Banda, nhà chị Banda có đầy đủ hết. À, nhà chị Banda lúc nào rồi, nhà chị Banda cũng có đầy đủ hết. Có đầy đủ đồ. Rồi thấy không? Muốn có cái gì là qua nhà chị Banda, gom cái đó mọi người ơi. Không biết này mà có nhà mày có chừng nghe thấy không? Lấy cái hàng rào sắt. Ôi chết cha chưa. Ông lấy hàng rào sắt của chị Banda đi. Tôi lấy hàng rào sắt quá. Lấy hết luôn ha. Rồi tôi lấy nè mèo ơi. Rồi xong ra đây, lấy thêm miếng hàng rào gỗ. Lấy hết luôn từ, để tôi lấy hết luôn. Đúng rồi. Cho lấy hàng rào gỗ. À, hàng rào gỗ có sẵn trong nhà. Lấy luôn. Không biết bà đang đi mai rồi chắc mọi người. Rồi đi về. Hồi về cái mình đã trộm á. Hồi về hút. Nhanh lên mọi người, không mà bà biết bà dí mình á. Hồi về chị Banda có hỏi ông nói ăn trộm trộm nóc nhà vô lấy đồ. Không, cái đó để lâu quá nó mục mèo ơi. Ờ để lâu quá. Chứ đừng nói ăn trộm trộm nóc nhà bà. Vô. Đó. Giờ tôi sẽ hướng dẫn ông cách nào để chế tạo ra một cái cầu hang nè, rồi cầu hang nè. Đó. Giờ ông chế sao cái thật là lanh quá. Chứ giờ chế sao vậy? Gỡ ra. Rồi xong. Rồi giờ ông trải sắt ra y như là trải sắt ra. Rồi dán trượt đúng không? Giờ mình làm dán trượt bằng sắt đúng không? Bỏ hai chân hai bên đi. Bỏ hai chân gỗ ở hai bên. Đó. Trời ơi. Phát flat ba. Ủa từ từ để tôi làm nhiều mày ơi. Đó. Rồi. Rồi được hai cái luôn nè. Để tôi chạy ra tôi đặt thử. Đây giống thêm cho. Khoan. Ủa gì vậy chưa gì hết chạy đâu hả? Tôi chạy ra tôi đặt thử nó ra làm sao mèo. Nè. Sao ham hố quá, làm thì làm lần một đi. Trời ơi, ra ra cái chỗ này để làm gì tôi biết rồi mèo ơi. Để mình tập đu xào. Cái này cho đón đi dân. Cái gì giống nói. Đâu để mình tập chạy nhanh nhảy qua đó mèo nó, chạy nhanh nhảy qua. Đó, đúng không? Cho mấy cái huấn luyện viên á, huấn luyện gì?
để cho mấy cái hy sinh mà chạy điền kinh đó. Ừ, hay là tôi nghĩ là đây cầm cầm cái này lên cái múa ba lê này, mẹ đứng đạp sọc chân múa ba lê này đúng không? Dạ mang rồi chứ, mở miệng ra nói thích cho chắc được. Ừ, vậy vậy là cái này dùng để rồi tôi biết cái này dùng để làm gì, là để cái dáng trượt lên nè. Tôi để cái dáng trượt xuống rồi. Cái này ông muốn lên đâu mà nhảy lên chứ, trời ơi dân tình gì kỳ cục vậy? Chứ tôi đâu có biết nhảy lên đâu, tôi chỉ biết để dáng trượt lên thôi. Ông là dân cho dáng trượt mà. Ủa chứ mẹ thôi đúng rồi, tôi để lên đây dễ hơn để đó nè mẹ. Đó, đó, không? Cái giờ tôi nhảy lên cái tôi tạo dáng y như là tôi đang trượt lên cái miếng này. Đây ông đi vô đây, ông đi vô đây giùm tôi, đi vô đây. Tôi đang chạy dáng trượt vô nè, nó. Rồi, nè ông chế hết đi rồi tôi chỉ ông chơi. Chế sao? Rồi mở lên, trải sắt ra nữa, trải sắt ra luôn. Rồi dùng y như cái đó làm cái thằng đúng rồi không? Đó. Ủa cái này là gì đây? Thằng rào sắt. Đấy là thằng rào gỗ, vậy là thằng rào sắt. Tôi để hai cái này vô nè. Đó. Ra nè, ra nè. Rồi. Rồi ra rồi. Rồi được cái hai cái thì thiếu bà mới cục sắt rồi. Ok bà nó đi. Em ơi. Từ đây tôi giữ nha. Từ đây. Để tôi coi thử. Cái này đặt ra. Ủa cái này là cái gì? Cái kia hả? Đó là cái thằng rào đó. Cái này cũng dùng để chạy điền kinh luôn hả mèo? Ừ, xài để chạy điền kinh hết. Trời ơi, trời. Thôi, cái đó tôi không có cần nữa, tôi thích cái dáng trượt thôi mèo ơi. Thích cái dáng trượt thì ông là đây giờ ông chế cho tôi cái bậc thang nữa. Cái bậc thang chị. Rồi, bậc thang thì chắc là vậy đó. Ừ, chế cái bậc thang vậy đó. Đó. Ủa, cái bậc thang nè. Rồi cái này dễ chế chết. Rồi, rồi xong đúng rồi, đó. Đúng rồi. Rồi, để tôi đưa thêm cái miếng này nữa. Rồi miếng gì mèo? Rồi. Phiến đá. Phiến đá chi vậy bà nội? Giờ ông để cái bậc thang nè nó. Giờ ông để cái bậc thang rồi ông cho thêm cái phiến đá vô 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 trong. Để cái bậc thang nè rồi cho cái phiến đá lên để nè. Để hai ra cái gì? Dư á. Đó. Ú ra cái đồ trượt lên nè. Nhìn quen chưa? Ra cái đồ trượt lên nè nó. Đó, cái dốc trượt lên. Đúng rồi, cái dốc đó. Ủa tôi chưa tính trượt lên luôn á mọi người, mèo giật luôn rồi. Rồi kệ bà đi. Đưa cho tôi nè, đó trượt cái cho con ha. Đó 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 đó. Đỡ tiền đó, cái tiền đỡ tiền. Đúng rồi, mèo ơi, mèo ơi. Tại tại chưa kịp trượt hết, mèo lấy lại nữa rồi. Không, mình làm mình chơi. Sao rồi giờ sao nữa? Rồi cái kia để ngược lại. Ngược lại. Vậy là nó là vậy không? Ừ, đúng rồi. Vậy là hình mũi tên. Rồi bỏ vô y hệt vậy luôn á. Đó. Ủa cái này là cái gì đây? Thì cũng y như vậy đó, cũng công dụng. Cái này là phiến đá, cái dốc trượt mà hình cái bánh ú mèo ơi. Bánh ú nè, hút lên cái rồi, là nó văng ra luôn á. Hút lên nè, đó. Mèo ơi, hút lên nè. Ôi, tao chưa kịp làm gì luôn bà nội. Tại chưa kịp làm gì hết. Rồi. Đủ rồi đó. Đủ rồi hả? Rồi, để dán trượt ra ngoài chơi nè. Đi đây chơi dán trượt nào. Rồi, chơi dán trượt nè, tôi đẩy nè. Giờ tự tay đập con chó đất. Khoan, tôi trượt lên con chó đất cái. Út. Đâu không được, mèo ơi. Trời ơi. Út. Đâu không có được. Nè, muốn trượt thì trượt bằng cái này. Đâu. Trượt bằng thiệt, nếu thử cái này thử coi. Rồi, cái này sao được. Rồi. Ủa cái này, ú, trượt lên được, trượt lên được. Trượt lên. Út. Đúng, qua được nè. Ghê quá. Nè, tôi trượt lên thử nè mẹ ơi. Tôi thấy con chó không vậy? Được, xài được rồi đó. Út mà, ôi chết bà. Ông như đó là sao trượt được. Rồi, tôi nhảy lên. Tôi nhảy được mẹ ơi. Rồi nhảy xuống cái muốn què chân luôn á ta. Út. Rồi nhảy lên cao thiệt luôn á. Rồi hút, nhảy xuống té sắp mặt luôn á. Lên đâu? Lên đấy hả? Lên. Ui, té nè. Gì vậy? Chi trượt sao? Nè. Rồi, em phải trượt nhảy lên. Ui, mẹ ơi, tôi xài cái dáng trượt con mèo. Đó, mọi người thấy tôi xây cái dáng trượt không? Tôi mới học được cái tiệt chiêu đó luôn á. Thôi xây lại, xây lại. Tôi xây cho mẹ con nè. Đâu? Út. Út. Trời sao xây không được ta? Ê này kênh cao quá nó mất máu. Ok. Nè tôi xây lại nè. Út. Đó. Ô, tôi xây được cái dáng trượt nè mẹ. Đâu với cái bông cầu luôn. Ôi tôi xây nữa nè. Trời ơi, tôi mới xây 2-3 lần luôn mọi người thấy không? Sao ông tài giỏi vậy? Nè tôi là người thiên tài dáng trượt cái mèo. Rồi nghỉ chơi đi. Không hết giờ chơi rồi. Ôi tôi xây được nữa nè nó. Tôi xây quá giỏi luôn mèo ơi. Tôi xây 2-3 vòng luôn. Dạ xây giỏi quá chứ gì. Ừ. Được rồi, đợi đó. Hãy đợi. Mèo nãy giờ ba cái đồ chơi mèo làm đâu thì đem ra tôi chơi mèo ơi. Không phải đợi đó tôi sẽ làm. Mọi người đồng ý là Hút sẽ chơi mấy cái đồ chơi dán trượt của mèo không mọi người? Nếu mọi người đồng ý thì mọi người hãy nhấn like cho Hút nha. Đây là cái dán trượt này mọi người thấy không? Đây dán trượt cực xịn luôn. Nó đứng lên là trượt dù như tên lửa mọi người ơi. Rồi giờ tới đó nha. Rồi, để bây giờ tôi chơi cho mọi người xem nè. Hút nó không? Nhảy lên nè. Hút nè, xây hút nó thấy chưa ngầu không? Mình mỗi lần nhảy vậy cái mình mất máu mọi người. Hút. Đó, ngầu chưa? Bây giờ mình thử mình nhảy á. Hút. Đó, mình trượt xuống nước luôn mọi người ơi. Thử bay xuống nước luôn, thử có ra làm sao á. Yeah, bay xuống nước luôn. Ui, trượt trên nước luôn. Wow, chạy xuống nước luôn mọi người, chạy xuống lòng nước luôn được không? Rồi, trượt dưới lòng nước luôn rồi. Đậu phộng, trượt vô nước luôn rồi. Ui, ngập thở, trèo lên, chết bà. Thôi, bơi lên. Hết thô xì mấy bạn ơi. Công nhận trượt xuống nước là đúng là một cái ý kiến tồi tệ mấy bạn ơi. Rồi, bây giờ, ủa mèo xây cái gì vậy? Mèo đang xây cái gì vậy mèo? Cái gì? Mèo đang xây cái gì vậy? Thì tôi đang xây cái dáng trượt cho ông nè. Ôi, cố lên mèo ơi. Cố lên nữa chứ, hay quá. Để tôi từ từ, tôi đang làm cho một thứ này, ông sẽ rất là thích. Tên, tà ra đen, tà ra đen, tà ra đen, tên, tèn.
đó. Ê, thấy không, chú. Mèo xây cho mình nè, nó cảm ơn mèo nhiều nha, trời bởi vì tôi yêu quý mèo hết sức luôn á. Ủa, mèo xây những cái đường băng tuyệt vời luôn các bạn ơi, coi nè. Nè, cái này á là mấy ông trời, mấy ông dán trượt mê lắm. Đó, mình có thể trượt từ trên này trượt xuống nè mọi đúng người ơi. Đó. Đó, mọi người thấy không, còn đây là cái cầu thang dùng để mình đặng mình đi dán trượt ở giữa đây nè mọi người ơi. Mình có ai biết cái trò này không? Cầm em đi, cầm em đi, có mấy cục này để làm còn gì á, nha. Còn cái này á là dùng mình để trượt ở giữa nè, chắc là mình nghĩ là vậy. Thì bây giờ á, mọi người hãy cùng nhau đếm 5, 4, 3, 2, 1 và nhấn like cho Redwood nào. 5, 4, 3, 2, một, các bạn đã nhấn like chưa nào? Bây giờ thì các bạn nhấn like rồi á, thì bây giờ thì bắt đầu Hút sẽ chơi những cái trò mà cái trò dán trượt mà của mèo, thì mèo đã cho Hút nha. Đây đây, rồi mình nhảy bằng dán trượt này mọi người thấy không? Nhảy lên ngầu không? Nó nhảy lên, nhảy nhanh lên, chạy nhanh, chạy nhanh lên, nó bây giờ nhảy lên, nhảy lên đó. Đó, tôi trượt nè, tôi trượt ở giữa cây được luôn nè mèo ơi, nhưng mà tôi trượt có hai một cây à, cái trò này khó hả? Ừ, cái trò nó khó quá, thử giờ tôi trượt cái cây này coi, cái cây màu đen nè. Ủa, tôi chạy lên cái cây màu đen này nè mèo. Ủa, chạy từ từ xuống đó, đỉnh không? Thấy tôi chạy dữ không nè? Đó. Ông trượt lên đây rồi ông bay bên kia luôn được không? Trượt bên đây tôi bay bên kia, trượt bên đâu? Cái đường hẻm nhỏ này, đường hẻm nhỏ này nè. À, trượt bên từ hướng nhỏ bay qua cái đường đó luôn hả? Ok ok, để tôi thử cái mèo. Nè, bây giờ Hút sẽ bay qua nè mấy bạn ơi. Đây, ok, bay lên. Hút. Đó, tôi bay được này nhưng mà té hơi đau mèo ơi. Thôi nè, bay chỗ này thử cho tôi coi. Bay hả? Bay đâu? Hui. Đó. Wow. Đó, thấy chưa, tôi bay được nè nó. Bây giờ tôi đá cái dáng trượt cho lộn nè nó, thấy chưa, dáng trượt lộn nè 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 nó. Hui. Đó, trời ơi, tôi tập dữ lắm tôi mới được nè. Bây giờ là kích flip nè, các bạn biết chiêu kích flip không? Là chiêu gì? Này thì cái chiêu mà dân dáng trượt ai cũng biết hết nào. Hui. Đó. Wow. Kích flip đó. Bây giờ là vertical flip nè. Ủa, ôi té bà nó cho té. Là phải leo xuống dưới dáng trượt á hả? Không phải, vertical flip là lộn ngược cái dáng gì sao lên á nó, thấy không? Cái đó đó là vertical flip á. Khuyến cáo mấy ông ngoài đời không giống như trong game đâu nghe, đừng có ngửa ngửa sách mấy dáng trượt đâu ngoài đường làm cái trò này nha. Té là chết luôn á mèo ơi. Té là chết đó. Té là chết luôn. Ê da, nè té là chết banh xác nè, nhưng mà lần này mình có thể nó. Trời ơi chết bào, cái dáng trượt tôi kẹt cầu hang rồi mèo ơi. Rồi không biết tôi trượt lên cầu hang được không ta. Tôi trượt chưa cái mép này được luôn nè. Ghê. Tôi trượt chưa cái mép đó được luôn mèo. Hồi nãy giờ ông chơi xong bỏ lỡ một cái màn trình diễn. Màn trình diễn gì? Giờ tôi đang thích chơi mấy cái này. Ông mèo không dám chơi hả? Mèo nói ai không dám chơi? Không dám chơi cái gì? Không dám chơi. Cái này à, cái đó có hơi cao tí xíu thôi chứ tôi đâu có sợ đâu mèo. Trời hơi cao gì có tí xíu. Tôi để chạy chậm nha mọi người ơi. Giờ tôi đứng ở dưới này ông trượt xuống né tôi được không? Thế nào? Tôi đứng vậy nè, ông trượt xuống nè, tôi chạy từ từ lên rồi nè, nó. Rồi, xong. Mèo đứng đó hả? Tôi đứng đây nè. Mèo đứng đó mèo làm gì? Thì tôi cho ông né tôi. Trời ơi, trời muốn là né thôi. Hui 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 hui. Hui hui hui. Nó, rồi bà nội cha nó té nó dán trượt luôn rồi. Cái gì? Giờ tôi có cái ý kiến này nữa. Ý kiến gì? Từ đây cách sao? Ra tầm khoảng 3 ô. Đó. Sao? Giờ ông có tự tin rằng là ông cởi dán trượt ông bay ra khỏi đây 2 ô 2 lóc không? Rồi mèo cho tôi thêm 5 lóc nữa đi, tôi cũng bay được nữa nè. Rồi, mèo phải đổ dung nham vô luôn, đổ dung nham vô cái đầu. Cái này có 3 block rồi, mèo biết cùng nữa, 5 block là phải nhiêu đây nè. 5 lóc luôn hả? Nè, ừ, dung lên nè, nó 6 block luôn, 6 block luôn, quay được hết luôn. Tôi định là mèo thấy không, dán trượt là 1, 1, dán trượt vô rồi. Dán trượt vô rồi. Nè, Hút chơi dán trượt là 1 luôn mấy bạn nha. Đó, bây giờ các bạn coi nè, mình sẽ trượt cái tự trên đó, mình bay cái dốc này, né cái hố dung nham này và mình sẽ sống. Cái trò này đừng ai bắt chước Hút nha. Đây, bây giờ tôi phải trèo lên đây các bạn. Thôi là không được, nó Hút rồi, bỏ cuộc cái này. Không được đâu, tôi chắc chắn luôn á. À, tôi sẽ làm được, mèo cứ yên tâm đi. Ông làm gì trên đó hả? Leo lên đi chứ không làm gì, mèo nhảy cái đạch đó hả? Hui, tôi trượt xuống nè. Tôi kích flip bay qua luôn. Hui, đó, thấy chưa? Đó, một khi tôi làm cái nữa cho mình coi nè. Đâu. Hui, bay quá. Kích flip. Wow. Đó. Wow. Nè, nhà té luôn rồi. Từ từ mày ơi, để thử cho lại. Cho tôi dán trượt đi. Cho tôi chơi với. Nè, để tôi thử lại cho mày coi nè. Thử lại kích flip nha. Đó, kích flip nè, bay qua nè. Kích flip nè. Kích flip nè. Ui. Wow. Rồi xong nhưng mà không thành công mày ơi. Sao bắt đầu đánh xuống là té hả? Tại vì nó cao quá mày hiểu không? Té dán trượt luôn. Ủa nhưng mà chịu dán. Mày thử xa hơn nữa mèo. Hả? Mày thử chơi xa hơn nữa coi nè. Xa hơn coi. Sao cái này khó đi quá à? Mày có biết đi không? Tôi thấy mèo đang đi từ từ đó, mèo chạy nhanh lên đó. Rồi. Trời ơi, mèo chạy cái áo tròn mèo quay tè le luôn rồi. Cậu không mèo. Nè, để tôi còn cái dán trượt nữa mèo, để tôi còn cái nữa, tôi với mèo cùng nhau chơi hết mèo. Nè, đi hết. Rồi. Ủa nè, không đi giao lui được hả? Không đi giao lui được, sao dán trượt sao đi giao lui được mèo. Rồi. Nè nè. Kích flip ba quá. Ừ dán trượt rồi. Hình như bay hơi xa mọi người. Không phải hơi xa. Ông đạo hiểm lỗi
vậy? Thôi thôi, mèo để đó đi, để đó đi, để tôi cố gắng, tôi thử thách chính mình mèo ơi. Vượt lên chính mình. Nè nè, bây giờ tôi sẽ vượt lên chính mình mọi người. Ma tốc độ đó đó kìa. Ma tốc độ đúng không? Rồi xong. Vượt lên chính mình. Rồi mèo ơi, bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Rồi. Coi nè. Vô. Tấn công hết ra luôn. Tấn công bay qua. Ui, bay qua. Rồi. Trời ơi. Bay vô trong đó luôn. Chết. Nè, đây. Tôi muốn thử lại lần nữa, lần cuối, nếu không được là tôi sẽ chết đó mọi người. Mọi người có đồng ý là Hú sẽ thử lại không mọi người? Thử lại đi. Comment coi nào. Thả like là đồng ý nha. Thả like là đồng ý. Mấy bạn comment số 1 cũng là đồng ý luôn. Ok. Thả like cũng đồng ý luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha bạn. Đó. Ui. Bây giờ mình sẽ test trước nè. Mình nhảy mình xây cái dáng tượng này ha cho mọi người xem nè. Tôi cho ông rất nhiều cơ hội sống sót rồi đó Hút. Ui, bay lên. Ui, tăng tốc này bay lên. Tay á, không được rồi. Xong, bay luôn cái dáng trượt luôn rồi. Rồi, cái dáng trượt rồi, nghỉ chơi. Không lấy không được, mèo tăng thêm một lóc cho tôi mèo. Trời ơi, ai kêu ông tăng lóc này lên chi. Đó, tôi sẽ để một lóc nào đó đi. Lần này sẽ làm lại một lần nữa, lần cuối. Một lóc một rồi đó, tôi tăng lên một lóc một rồi đó. Canh được thì bay, không canh được thì thôi. Tôi sẽ cố gắng, từ. Thử cố gắng thử nhảy cao nhất là bao nhiêu, màu xanh. Wow, cao quá. Cao. Trời, tôi nhảy tôi làm tè le to luôn rồi. Đó, bây giờ thử lại nha. Ui. Rồi, ê, đừng có nhảy cao quá té chết. Rồi. Ui. Gì vậy? Ui. Wow! Quá rồi. Wow, mọi người thấy ghê không? Hay không? Wow, công nhận chơi dán trượt pro thiệt mấy bạn ơi. Mình có thể làm được nhiều trò nè, mình có thể bay qua được bên đó luôn mọi người thấy không? Wow, nó xây dán trượt nè. Đầu phòng đứa hẹn cái nghề xây dán trượt không phải là nghề của tôi mèo ơi. Tôi thích chơi xây dán trượt kiểu này nó ha. Nó xây được đó. Nó xây dán trượt tuyệt đẹp. Các bạn thấy không? Chơi dán trượt là mình phải xây kiểu này đậu phộng, nhưng mà dễ té quá. Thì có ngoài đời có bạn nào mà chơi dán trượt không thì bạn comment cho Hút biết nha. Và mấy bạn thấy Hút pro ở dán trượt không mấy bạn thấy không? Hút chơi dán trượt cực pro luôn, trèo bay qua nguyên cái vực này luôn các bạn thấy không? Đỉnh cao luôn, đẳng cấp cực kỳ luôn. Hút có thể trèo lên cầu thang và trượt ở chính giữa nữa. Các bạn thấy Hút pro không nè? Ai vậy bạn phải đi vậy phải không? Nhưng mà Hút sẽ trượt dán trượt đi vô giữa luôn. Trời sao mèo đi vô được giữa hả? Đấy, mèo đi vô được ở giữa luôn kìa. Rồi để mình đi lại cho mèo coi coi. Ủa chứ nó đi sao? Nè, nó đi ở giữa nè, nó tôi chạy giữa này không? Đi giữa đó chứ tôi đi đâu. Rồi mèo đi được ở giữa cái bảng này không nè, cái bảng này mới khó đi nè. Nó té luôn á. Nè mèo đi phải đi ở giữa cái bảng này nè mèo ơi. Nó cái bảng trắng nè. Nó tôi đi giữa bảng trắng này hết chưa? Đó. Mèo đi được không? Cái này phải chỉ có thắng là tôi đi được rồi. Trời, nghĩ sao có thắng mày, mèo đứng đây nè. Trời ơi, mèo đi ở giữa bảng trắng được luôn kìa. Wow. Đỉnh cao. Ôi mấy bạn thấy cái đó không? Wow. Ôi trời. Ủa mèo đi được ở giữa luôn hả? Cái này chơi vui thiệt. Vui không? Nè. Hui. Nó thấy không? Mình trượt nó sẹt lửa một trắng luôn nè mọi người. Nè. Mèo trượt nó sẹt lửa một trắng luôn mới ngầu nè. Đây nè, lại đây nè. Chơi cái trò này nè. Sao? Cái trò gì? Hui. Mèo trượt ra cái bảng màu trắng không? Trượt. Ok, dáng trượt tôi bốc cháy luôn kìa. Wow, dáng trượt mà tốc độ. Wow. Để tôi lên thử. Ủa sao dáng trượt mà tốc độ tôi không bay qua được. Nè, hết. Gì? Hồi nãy tôi đi qua được cái chỗ này luôn bây giờ phải không? Rồi, tôi dần nè. Wow, mèo chơi dáng trượt mà rồ hơn tôi nữa. Vui quá. Wow, thấy mèo rồ không mấy bạn? Cực rồ luôn. Vui thiệt luôn á. Để tôi thử. Mèo né. Thử đi. Ủa sao tôi làm không được? Ủa tôi không biết, tôi bay lên cái tự nhiên nó qua. Ủa sao ghê vậy mèo, sao mèo hay vậy? Bay lên đi. Nè. Hui. Đúng rồi. Tiếp tục. Đó. Quá luôn. Wow, cực pro luôn rồi, nhưng mà mình trượt chậm hơn mèo. Mà sao mèo trượt pro quá ta? Đó, tôi bay lên tôi trượt hết đường luôn rồi nó. Cái rồi xong đậu phộng, cái rồi cái dáng trượt tôi lọt xuống núi lửa luôn rồi. Rồi tôi hư dáng trượt. Chơi đủ rồi. No, tôi cũng chơi dáng trượt rồi mọi người ơi. Thì mọi người thấy Hút chơi dáng trượt có bình rồ không thì mọi người nhớ comment cho Hút biết. Và đừng quên để lại like và subscribe cho Red Hút nha mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt và bye bye mọi người nha.